Ok, à, chúng ta đây là sự kiện Locker Swap. Sự kiện này là sự kiện mà anh em có thể chơi 3.000 FC là full một vòng, và một nick thì các bạn được chơi full 3 vòng. Đấy, tương đương với khoảng 9.000 FC. Cái con game này thì mình khẳng định với các bạn là các bạn cày chay 1 tháng không bằng nạp 2 triệu vào game. Cho nên anh em là không có thời gian thì nạp tiền, anh em là có thời gian thì cày, và đã cày thì đương nhiên không bao giờ bằng những ông nạp tiền được. Đấy là điều nó rõ ràng, mình nghĩ là nó không có vấn đề gì cả. Người nạp nó phải có cái gì đấy hơn chứ, đúng không nhỉ? Còn đây là cái vòng quay. Vòng quay thì như thế này, các bạn quay hết 24 ô thì các bạn sẽ được quay lì xì, và mỗi lần hết 24 ô cộng với lì xì thì nó sẽ là 3.000 FC. 1.500 FC để mở tất cả các ô. Được chưa? Mở. Đấy. Mở tất cả các ô, khỏi phải chọn. Sau khi mua xong thì chúng ta sẽ mua bằng FC tiếp, lì xì đặc biệt với gói ưu đãi, tức là các bạn phải mở hết thì các bạn mới mua được lì xì, được chưa? Thì khi mà gói lì xì thì nó sẽ có tất cả những cái gói ở bên trong, gói cộng 8 tất cả các mùa. Gói này mở ra chắc cũng toang lắm vì nó có cái mùa like, nó có mùa like các bạn ạ. Đấy, ok, thế thì cứ mở thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã quay 2 vòng locker room. Bây giờ mình sẽ vào mở thẻ anh em nhé. Rồi rồi, nhưng mà cứ xem BP được cái gì nào. À, 6.000 FC là khoảng 2 triệu 7 đi, 2 triệu 6. 2 triệu 6 là được 5 tỷ BP. Mới được có 5 tỷ đâu các bạn ơi. Giờ tôi sẽ mở nhá. Mới ngày hôm nay thì đã có thông tin là linh vật Onana đã bị cấm thi đấu 12 tháng do có dính đến chất kích thích. Một loại chất kích thích thôi. Chào bác nhà quê nhá. Má chân to. Con gì đây? Úi dồi ôi, lâu lắm rồi mới thấy con này. Con Mangala cộng 7, tí lên cho lên cộng 8 luôn chứ còn gì. Vãi cộng 7 đi bộ. Ồ. À, cộng 5. Từ cộng 5 đến cộng 7. À, rồi ok. Tôi cứ tưởng là thẻ này là chỉ ra cộng 7. Cộng 7 đi bộ thì vậy. Mutacio. Chứng tỏ gói này, sự kiện này không có nhiều con ngon lắm. Và chủ yếu câu là câu bằng gói cộng 8 và gói TI. Gói TI thì đang lỗi. Gói cộng 8 thì đang lởm. Em săn ép phần bác á. Cái em leo leo. Mở 2 con luôn. Rồi các. Rồi các chỉ số 90. Với Breme. Breme chỉ số 88. Thế thì 2 con này 2 con trung bình của gói này rồi. Nó cũng không phải là ghê lắm. Chỉ số 90 thì đâu đấy là khoảng top 30. Mở top 100 ra con top 30 với một con khoảng top 60 trung bình. Mà đây là mở 2 vòng locker room nha các bạn nha. VDA chạy số 17 đẹp ham xích cộng 3 cộng 5 phải ấm không, cộng 5 chỉ số 106 em ăn thua. 6.000 FC là trung bình, nó phải ra 20 tỏi ấy. Ít nhiều gì đấy là trung bình. Mà số 17 Boateng. Zero Boateng là gà rán cộng 7 thì cũng được, dùng được. Nhưng mà giá trị không cao lắm. Đã được. Ui. Lúc De Jong vãi. De Jong chỉ số 88. Mở được con 92 với con 88. Mở luôn cả 2 con. Mở cục xúc anh em xem nó vui. Đẹp. À, số 7 Bồ Đào Nha. Lại ra Figo. Quả đấy mà dày vàng nhỉ. Ôi trời, David Luiz. Hoa cày.
Con này ra nominate này. Ôi giời, đi bộ Miranda. Miranda 96 luôn. Lỡ vậy. Ô Kevin 12 triệu. Tù vậy. Toang, toang hai gói. Đây, gói này là xịn này. Gói này là xịn này. Mà Tây xịn đâu? Đẹp. Y xịn nhê. Nominate mới cày. Mà số 10 Renato Sanchez. Con này chả khác cái con TS cả. Con này chả khác cái con TS đi. Ôi, ê, khổ không à, tôi mở nốt hai gói này luôn à. Có team hợp gì ạ? Chạy. Ôi giời, chạy thật. Nhưng mà lại MC. Trời ơi, Fabinho. Vãi. Mở luôn hai này. Greenwood. Con gì đây? Hà Lan. Đẹp. Bird wide. Bird wide thể hình to. Hình xăm ấn tượng. Tốc độ cao. Mark New. Ai, mở được ra hai con 96 thôi cũng được. Top 30 mở ra 96 là thôi cũng được. Không đến nỗi quá nát. Được 2 tỏi. Không, mà tính ra thì cũng được 20 tỏi đấy các bạn. Tính ra được 20 tỏi đấy. Nó cũng không đến mức, nhưng mà mở cảm giác nó không sướng nhỉ. Không có siêu phẩm gì cả. Người Pháp buộc tóc. Gomit à, Loic Remy. Loic Remy chỉ số 101, giá có hơn 1 lít. Điều thật. Nãy giờ con cao nhất cho con Figo, đúng rồi. Thiago Silva. Cộng 5, ui mày quá, lại gỡ được rồi. Wow, Thiago Silva UCL cộng 5. Hàng này ngon chứ còn gì nữa. Kẹp theo còn đồ đệ Jorginho. Thánh nhảy chân sáo đá pen nhưng mà toàn hụt. Ok nhỉ anh em nhỉ. Mà đấy là gói cộng 3 cộng 5 nhé. Rồi thế được rồi, tên này thế là có tấm có món. Như vậy là không lỗ. Ít được 20 tỷ. Cộng 5 tiếp này. Đấy. Được. Mẹ Gullit. Gullit mà lại cộng 5 nữa. Mày đẹp không? À, Diego Maradona. Không, tính ra là được đấy. Không vấn đề gì. Không lỗ được đâu. Úi giời. Pichach. Hôm nay mình mở không ra con TI nào. Ở cả nick này. Cộng 8. Còn gói cộng 5 nữa. Hết rồi. Hết gói này là hết rồi. Ritman rồi. Antoine Ritman LH. Rồi có tỷ tư. Ui lag luôn. Nhưng mà vẫn còn hơn. Vẫn còn hơn TVS mấy lít. Ok, thôi gói 92 mở ra 98. Nó chấp nhận được. Tôi nãy giờ tôi hơi rén anh em phải không? Mở ra cộng 8 mà ra mẹ 45 cộng 8 thì các ông lại chụp ảnh lại các ông post đây thì chết thôi. Nào mở nhá. Mandy hot cộng 8 chả ngon. Nó không đi bộ luôn.
Má ơi, các bạn tính cho con này được bao tiền giúp tôi gái? Không được 1 triệu ạ. À. Ô mẹ ơi. À. Ôi ôi. Bằng 504.000. Gói cầu thủ mùa like thì nó đâu đấy khoảng 3.000 cầu thủ. 3.000 cầu thủ, trong cái đó các cái mùa khác này mỗi mùa nó chỉ có vài trăm con thôi. Chứng tỏ là con Luna này tỷ lệ mở ra nó khá cao, tỷ lệ mở ra mùa like phải tầm 50%. Rồi, mở ra, mở ra, mở ra. Wow, vừa phải thôi. Khánh Khánh đã phăng 20 sao vào mặt sếp, chúa hề tết nhất bận quá giờ mới xem được a. Rồi, rồi, có chạy. Ôi trời ơi, không đi bộ luôn ạ. Nó cũng đứng dạng háng này chứ mẹ. Ôi giời, con này còn được chụp hình, con kia không chụp hình luôn, con này chụp hình các bạn. Ôi giời, mãi rồi 128k. Ôi đau tim quá, đau tim này phải sang kèo khác thôi anh em à. Later that same evening. Ồ, Laporte à? Mẹ. Laporte mới đau. Xem thấy siêu phẩm đi. Ok, đây rồi. Chân to số 17. Gương mặt thân quen à? Láo thật. Nhà ông này mẹ ở gần trụ sở gà rán hay sao vậy? Cứ thi thoảng lại chạy sang. Nhà gần, nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Hoa teng. Gặp suốt. Mà đô la cô ta. Nhìn cứ tưởng Neymar, nhưng mà Neymar giờ có dâu rồi. Đô la cô ta. Làm. Lại mở ra được con chỉ số 88. Mùa TC thì min đâu đấy là khoảng top 100 đâu đấy khoảng 92. Mà số 9 Crespo. Crespo TC cộng 7 đã được. Sai được. Không đến mức xịn lắm. Sai được. Cái con này là chỉ số 92. 92 là cũng gần top à. Gnabry cộng 5. Ui ngon. Tỷ tư. Tiếp anh em à. Úi dồi, đi bộ. Cộng 4. Tên nó là cái gì gỗ ấy. Cái gì gỗ ấy các bạn.
mà. Chạy rất nhanh, có bằng tay. Bruno 4 lít à? 5 lít. 92 từ thằng 94, 5 lít. Bruno bây giờ có mùa TI đá cũng ngon. Ô xệt. Vitia. Nó gỗ. Số 10. Cú đú. Vãi. Cú đú này trong FIFA 21. Cú đú. Hảo. Em có niềm tin sẽ không ra mùa like. Anh cũng có niềm tin như vậy. Số 9. Ui MC cộng 5 này, số 10. Đẹp cộng 4. Đờ rông. Nãy giờ thằng nào thằng đấy chạy như ngựa mà không có cộng 5 ta. Kẹt Fabregas. Cộng 3. Oh mẹ. Đừng mà. Cộng 7 này. Gói cộng 7 này. Mượt. Top transfer đi bộ. Xa khô. Fuck. Ồ vậy sự kiện này. Sự kiện này phần toang là tương đối. Anh em ạ. Ui ồ. Tôi tin là mở thẻ dọn rác thì nick này cũng phải được tầm độ 10 tỷ. Nhưng mà cái cảm xúc lúc mở thẻ nó đáng sợ quá. Được hơn lít. Mấy gói cộng 1 thì thôi. Thật đáng sợ. Wow, quan trọng nhất. Chịch cô ạ. Gói cộng 8 tất cả các mùa. Gói này mở ra chắc cũng toang lắm. Anh tặng chú một câu. Cờ bạc người chơi là người thắng. Người không chơi không bao giờ thắng.